Đây là lò nghề truyền thống nấu đường của Quảng Nam nha mọi người. Thì anh này là nấu đường, đường đã chín xong rồi nha mọi người. Đường là đường này gọi là đường non nha mọi người. Thì bây giờ đang múc trên lò, múc xuống vào cái thùng đó, sau đó bưng xuống và đánh đường nha mọi người. Lát nữa mình sẽ quay tới cái công đoạn là đánh đường. Và sau khi múc hết cái nước này á, sẽ đổ nước mới vào nha mọi người. Là cái nước này nước mía cũng được nấu qua công đoạn thứ hai thứ ba rồi đây. Đó là cái chảo thứ hai thứ ba đấy mọi người. Thì trong một cái lò như vậy là 3-4 chảo đó mọi người ạ. Thì đường này là nếu như mà có bánh tráng đường hoặc nhúng cái kiểu đậu nè, rồi nhúng bánh tráng nè, rồi đổ vào bè chuối nè, là gọi là đường non mọi người, rất là ngon. Thì bây giờ mấy anh này bưng xuống rồi đánh cho nó keo đường lại, sau đó đổ vào chén nhôm nha mọi người. Đây các anh và các chú này đánh đường là rất là khéo tay nha mọi người. Đánh là phải có sự quen tay ấy, chứ nếu như mà mới vào mà không biết đánh cỡ tầm vài chục vòng là mỏi tay nha mọi người. Nó như vậy chứ không phải đơn giản đâu mọi người nha, cực kỳ là phải dẻo dai cái tay mình mới đánh được nha mọi người. Mọi người ngồi bên cái bát đường mà nghe cái mùi đường nó thơm phức luôn mọi người ơi. Mình thấy anh trai trẻ này là đánh đường giỏi nhất á, nãy giờ là anh đánh hai thùng.